một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị được không ạ? Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều với tiết mục múa gặp gỡ ngày xuân. Nghệ sĩ rất nhiều với tiết mục múa gặp gỡ ngày xuân. Và ngay lúc này cho phép Minh Thúy xin được trở lại với sân khấu.